thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại một gian trưng bày rất nhiều những sản phẩm trang trí vô cùng đẹp mắt như thế này đấy ạ. Và các bạn biết không, đây đều là những sản phẩm sơn mài được làm ra bởi đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người dân tại làng nghề tranh sơn mài Hạ Thái đấy ạ. Chào em. Em đang tìm gì vậy? Anh ơi, em là một du khách lần đầu về với làng nghề sơn mài Hạ Thái và em cũng đang rất là muốn được tìm hiểu về làng nghề, tham quan làng nghề cũng như là tìm một vài món đồ mang về làm kỷ niệm anh ạ. Làng nghề sơn mài Hạ Thái của mình có từ khi nào ạ anh? Làng nghề sơn mài Hạ Thái của chúng anh có lịch sử làng nghề là trên 200 năm. Và những cái người dân ở đây là làng nghề rất là lâu rồi và là những cái làng nghề là họ làm là truyền thống. Mà làm theo phương pháp là sản xuất sơn mài truyền thống. Sẽ mời em đi tham quan một số các công đoạn để làm nên được những cái sản phẩm rất là tinh tế như thế này. Nghề tranh sơn mài có nguyên lý chung, chỉ có sự khác nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật của người thợ và các gia đình. Có thể miêu tả làm tranh sơn mài theo một số công đoạn chính là bó hom vóc, trang trí, mài và đánh bóng. Việc hom bó cốt là để bảo vệ tấm vóc không thể thấm nước, không bị mối mọt, không bị phụ thuộc vào môi trường làm gỗ co ngót. Xử lý tấm vóc càng kỹ, càng kéo dài tuổi thọ cho đồ vật cần sơn. Sau khi có được tấm vóc ưng ý, người thợ bắt đầu trang trí bằng cách gắn, dán các chất liệu tạo màu cho các tác phẩm như vỏ trứng, vàng, bạc, mảnh chai. Em sẽ phải tì hai tay giữ thật chặt và tì vào cái đầu gỗ này. Xong em cầm lưỡi cưa em đưa từ dưới đi lên. Tại sao lại phải đưa từ dưới lên mà không phải từ trên xuống ạ? Tại vì đưa từ dưới lên thì mình sẽ nhìn được cái mạch không bị mất hình của mình. Hết sức cẩn thận, đầu này sẽ bị vào tay. Anh ơi, như thế này được chưa? Được rồi, được rồi. Một miếng chai rất là nhỏ thôi để mà cho vừa vào với những cái họa tiết ở trong cái bức tranh này mà cũng rất mất là nhiều thời gian đấy ạ. Và có thể thấy rằng là cái công đoạn cưa chai này có lẽ là công đoạn đòi hỏi cái sự tỉ mỉ cũng như công đoạn lấy nhiều thời gian của người thợ nhất trong cái quá trình làm ra một cái bức tranh sơn mài đấy. Chúng ta vừa qua quá trình gắn chai ở trong một bức tranh của anh là nó có rất nhiều chất liệu, nó có thể cộng thêm cả trứng. Nói chung là cái vỏ trứng thì mình tốt nhất là mình cứ lấy trứng vịt. Cái trứng vịt này là phải ấp để nở thành con rồi thì mình mới lấy. Sao phải đúng là cái vỏ trứng vịt mà đã được nở thành con rồi thì mình mới lấy để sử dụng ạ? Tại vì những cái trứng này thì nó sẽ rất là giòn, rất là sáng này. Ngoài cách gắn chai hay gắn trứng cầu kỳ như trên thì tùy mẫu mã của sản phẩm mà người thợ có thể sử dụng nhiều cách trang trí khác nhau. Với cách vẽ trên cốt trước đây chỉ sử dụng sơn ta, tuy nhiên ngày nay để có được sản phẩm bóng đẹp và độ bền cao hơn, người ta sử dụng chất liệu sơn công nghiệp. Cuối cùng để tạo ra được những sản phẩm bóng đẹp như thế này cần phải trải qua công đoạn mài và đánh bóng. Vì dầu bóng đã pha màu để vẽ nên độ bóng chìm trong cốt màu tạo thành độ sâu thẳm của tranh. Do đó sau mỗi lần vẽ phải mài, đó chính là điểm độc đáo của sản phẩm sơn mài. Về thăm Hạ Thái, chắc chắn mỗi người sẽ không thể không chọn cho mình những món đồ thật đẹp để làm kỷ niệm cũng như có được những trải nghiệm thú vị tại đây.